Hello, lại là mình đây, lại là Cá Voi Gaming á. Clip này thì mình sẽ trả lời một số thắc mắc của một số bạn á. Có một số bạn có hỏi của mình rằng á, là anh ơi làm sao để mua cái hồ bơi lớn ở trong để đặt trong những cái căn nhà ha. Thì anh sẽ giải thích cho các em hiểu như cho các bạn hiểu luôn nha. Cái căn nhà như đây, căn nhà của anh đang là căn nhà 21K. Nó đang là căn nhà 21K. Và ngoài cái căn nhà này còn rất nhiều những cái căn nhà khác đây. Rất nhiều những căn nhà khác ha. Nhưng trong số những cái căn nhà này nó chỉ duy nhất cái căn nhà là 54K là nó có được một cái hồ bơi rồi. Riêng ngôi nhà riêng những cái ngôi nhà còn lại thì nó sẽ không có cái hồ bơi nha các bạn. Do đó thì chúng ta chỉ được sử dụng chung một cái hồ bơi á, đó chính là cái hồ bơi này nè các bạn. Đó chính là cái hồ bơi 108 sao nha. Nó dành cho tất cả các nhà trừ cái nhà 54K. Thì hiện tại thì trong cái phiên bản Land Together nó chỉ có duy nhất là một cái hồ bơi này thôi nha các bạn. Cái đó thì các bạn mua cái căn nhà nào á, trừ cái căn nhà 54K thì chúng ta chỉ sử dụng chung được một cái hồ bơi thôi nha. Đó đó, đây nè, để anh vào trong để anh review cái hồ bơi này cho các bạn cũng như là các em xem luôn nha. Nè, hồ bơi này anh mới mua hồi hôm qua nè, để anh làm clip nè. Đó, giường ghế rồi anh còn để ở trên đây nè, thấy không? Hồ bơi này nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có rộng được như cái hồ bơi ở bên căn nhà 54K được. Tại vì các em biết sao không, cái căn nhà 54K đó là nó có hồ bơi, mà cái hồ bơi này nó chiếm khoảng là 50% cái ngôi nhà rồi. Khi chúng ta mua thì chúng ta chỉ mua được cái hồ bơi như thế này thôi nha. Còn để mà mua lớn hơn nữa thì hiện tại thì chưa có ha. Còn khi nào mà có thì anh sẽ hướng dẫn cho các em luôn. Sẵn đây là anh sẽ hướng dẫn cho các em là mua cái hồ bơi này luôn nha. Em vào phần cái biểu tượng điện thoại á, đen đen có cái viền xanh xanh, các em vào phần cửa hàng nội thất nha. Sau đó các em chọn đến cái khu vực đề xuất ha. Đó, nó có sẵn luôn nè, chọn đến cái hồ bơi nha. Rồi chúng ta mua cái hồ bơi rồi chúng ta đặt cho nha. Đơn giản phải không nào? Đó, khá là đơn giản luôn á. Đó, ok chưa? Ok ha. Đó, hồ bơi nè, thấy không? Đó, vừa rồi là anh đã hướng dẫn các em về việc là để chúng ta mua cái hồ bơi cũng như là giải đáp cái thắc mắc, cái câu hỏi của các em rồi đó nha. Nội dung clip của anh đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn cũng như các em ở trong những cái clip sau nhé. Bye bye.